quan trọng nhất đó là thần thái. Và cái điều tiếp theo là mình tạo sự thoải mái cho người tập, không gò bó, không support quá nhiều, mà quan trọng là phải an toàn. Đó là một cái chính ngày hôm nay. Mà mình phải để cho BP nữ, tức là cô gái mỏng manh yếu đuối đôi tay cũng có lực đỡ nó mới hay. Và cũng là cái bài demo chuẩn bị cho cái chương trình thách đấu tiếp theo, kỳ tiếp theo. Ở đây là Duy Nguyễn demo 155kg một cục, nhưng mà thách đấu sẽ là cục 60kg. Vô em. Quan trọng là thần thái. Quan trọng là thần thái.